Thưa quý bà và anh chị em thân mến, các bạn trẻ thân mến, sáng nay tôi đọc báo và thấy có một bài báo nói về chuyện giới trẻ Hàn Quốc rộn rịp học yêu. Rộn rịp học yêu là vì sao? Bởi vì trong một xã hội phát triển như vậy đó, thì thanh niên không có nhiều thì giờ, và vì thế họ dù giàu, dù đẹp, dù có địa vị, nhưng mà rất nhiều bạn trẻ phải chịu cảnh gọi là ế ẩm dài hạn vì không biết yêu là thế nào. Người ta mở ra một cái học viện tình yêu đó để dạy cho những người trẻ biết yêu, từ lý thuyết cho đến những buổi thực tập được dàn dựng. Và người ta đặt vấn đề để cho những người trẻ thực hiện xem là thành công hay thất bại. Ví dụ như làm thế nào để mà cưa một cô bé, như kiểu nói của người Việt Nam chúng ta, làm thế nào để cho một cô bé có ấn tượng đẹp về mình, để rồi mình có thể xin được số điện thoại hay cho anh xin số nhà, rồi từ từ có một cuộc hẹn hò. Người ta giúp cho các bạn trẻ biết cách yêu. Nhưng mà thưa các bạn trẻ rất thân mến, là dù có học ở cái học viện tình yêu đó, hay là nhiều thứ học viện tình yêu khác, hay là đọc bao nhiêu sách vở về tình yêu, thì khi mà chúng ta yêu, hay là chúng ta bước vào đời sống tình yêu, hôn nhân và gia đình á, thì thế nào cũng có vấn đề. Như là ông bà cha mẹ chúng ta từ bao đời nay vẫn vậy, vẫn có những vấn đề. Và một gia đình rất thánh thiện mà chúng ta lấy làm gương mẫu cho đời sống của các gia đình Kitô giáo, là thánh gia cũng là một gia đình có vấn đề, có nhiều cái problem lắm. Nếu chúng ta đọc tin mừng thì chúng ta thấy rõ ràng, từ khi mà đôi trẻ Giuse và Maria mới yêu nhau, mới dạm hỏi thì đã có chuyện rồi, có vấn đề rồi. Tự nhiên Đức Maria lại mang thai, và chúng ta đã biết có vấn đề, và tí nữa thì gia đình này tan vỡ đường ai nấy đi nếu như Chúa không can thiệp, và nếu như Giuse và Maria không đón nhận ý của Chúa để mà thực hiện ý của Chúa trong cái đôi uyên ương này, trong cái gia đình này, và đón nhận yêu thương nhau như vợ chồng đích thực. Rồi chúng ta thấy khi sinh con cũng có vấn đề, như chúng ta mừng kính trong đêm Noel đó. Sinh con trong cảnh không có chỗ trọ ở các nhà trọ, giữa đồng không mông quạnh vậy, nằm ở trong máng cỏ và chuồng bò vậy. Nhưng mà cuộc sinh hạ đó là cuộc sinh hạ của tình yêu Thiên Chúa nhập thể, cho nên từ cái máng cỏ đơn hèn đó, vắng lạnh đó, lại là nơi chúng ta thấy dần dần quy tụ người ta đến. Lúc đầu là các mục đồng, sau đó là đến thêm những người nghe các mục đồng kể, rồi mai mốt chúng ta mừng lễ hiển linh lại có thêm ba vua từ nơi xa xôi, để chúng ta có một cái hang đá đầy ắp sự ấm cúng và sự hiện diện của cả con người, cả Thiên Chúa và cả vạn vật. Rồi sau khi sinh con được ít lâu lại có vấn đề, là phải bỏ trốn sang Ai Cập, phải sống nơi đất khách quê người, và sau đó lại phải di cư về Nazareth. Và hôm nay chúng ta nghe Thánh Luca kể, đến khi trẻ Giê-xu được 12 tuổi, tức là bắt đầu đến cái tuổi mà người ta gọi là có nhiều chuyện đó, tuổi của những đứa trẻ bắt đầu nó suy nghĩ, nó bắt đầu nó hành động những cái khó hiểu. Và chúng ta thấy tin mừng hôm nay kể cho chúng ta một vấn đề của trẻ Giê-xu đi cùng cha mẹ lên đền thờ, nhưng mà ở lại đó mà cha mẹ không hay biết, đi lạc. Chắc chắn Chúa Giê-xu không phải đi lạc để lêu lổng chơi bời, nhưng dù sao chúng ta nghe Đức Mẹ nói, sao con lại làm vậy? Con không biết rằng cha con và mẹ đây đã cực lòng tìm con. Chúng ta nghe chữ cực lòng để tìm con là đau khổ lắm.
Và trẻ Giê-xu trả lời: cha mẹ không hiểu mô tê gì hết. Nói theo kiểu các bạn trẻ bây giờ, hiểu chết liền. Và mãi mãi cũng sẽ khó hiểu về con người này, về đứa con của mình, vừa là con người, vừa là con Thiên Chúa. Thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, tình yêu của chúng ta, tình yêu đôi lứa của các bạn, tình yêu gia đình, hôn nhân của các bạn, hay của cha mẹ các bạn, hay của những người đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình, là một tình yêu mà chúng ta có thể nói là mang trên vai hai sứ mạng. Một sứ mạng là một tình yêu rất con người tự nhiên, nhưng mà khác đó là có sự thánh thiêng của đời sống gia đình và hôn nhân, thánh thiêng của tình yêu nữa. Và lễ Thánh Gia Thất hôm nay nhắc cho chúng ta điều đó. Nếu chúng ta chỉ là một con người như là các sinh vật đơn thuần thôi thì có lẽ không có vấn đề gì hết, bởi vì nó nghịch như các sinh vật sống hoàn toàn theo bản năng, và sự kết hiệp cũng chỉ là bản năng mà thôi. Hoặc là hoàn toàn thánh thiêng thì lại không có những chuyện rắc rối của đời sống gia đình. Nhưng mà gia đình Kitô hữu, gia đình Công giáo, hay là tình yêu của những người Kitô hữu với nhau là một tình yêu mang trên vai mình hai sứ mệnh như vậy. Chân đạp đất mà đầu đội trời, vừa có sứ mạng con người để mà duy trì nòi giống, để mà duy trì nhân loại này, nối dõi tông đường, để vân vân và vân vân. Nhưng đằng khác đó là phải truyền tải cái tình yêu của Chúa thánh thiêng, chứng minh cái tình yêu đó cho trần gian này. Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay: cha mẹ không biết rằng con còn phải làm việc của cha con sao? Đúng là không hiểu được. Chúa Giê-xu cũng vậy. Người có hai tình yêu với cha mẹ trần thế và với cha của người là Thiên Chúa nữa. Và người đến trần gian này, người phải đảm đương cả hai. Chúng ta cũng vậy, và nhất là khi yêu nhau, khi đến với nhau và khi kết hiệp với nhau, thành đôi uyên ương hay thành một mái ấm. Quên đi một trong hai điều đó, hoặc là chúng ta sống hoàn toàn không có gì là thánh thiêng, và tình yêu cũng như đời sống gia đình nó trở thành phàm tục rẻ tiền và không vượt qua được những khó khăn thử thách. Hoặc là đằng khác đó là chúng ta lại đánh mất cái nghĩa vụ trần thế của mình. Hôm nay chúng ta mừng lễ của Thánh Gia Thất, và chúng ta thấy đây là một cái gia đình có vấn đề, nhưng mà tình yêu của Thiên Chúa nhập thể và Đức Mẹ Thánh Giuse Chúa Giêsu trong cái bối cảnh thực tế của đời sống mình rất nhiều những cái khó khăn và vấn đề như vậy, thì thánh ý Chúa và tình yêu của các ngài với nhau giải quyết tất cả. Tôi xin kể cho quý bà và anh chị em nghe ba chuyện mà tôi đã được nghe chia sẻ từ một cô bé đang yêu. Cô bé đến nói với tôi chứ: thưa cha, con yêu một anh chàng mà bây giờ cả năm nay rồi mà con cảm thấy rằng đối với anh ấy con chỉ là một thứ đồ trang sức mà thôi. Khi nào mà anh cần có đôi có cặp để đi ăn sinh nhật, để đi đâu đó, đi đám cưới đó, thì anh kêu con đi với anh. Còn những lúc khác anh cứ để con ngồi chèo queo một mình, con rất chán, chán lắm. Một đôi vợ chồng trẻ than phiền với tôi: thưa cha, vợ chồng con cãi nhau hoài. Từ ngày chúng con sinh đứa con đầu tiên đến giờ, hai vợ chồng con lộn xộn lắm. Vợ con thì bảo rằng là vợ con chăm sóc con nhiều hơn, chồng lười. Chồng thì bảo là con cũng thấy rằng là con cũng chăm sóc con nhiều khi đêm hôm khuya khoắt con phải thức dậy để mà dỗ nó khỏi khóc. Đó cũng là một gia đình có vấn đề. Và một bà mẹ than thở với tôi: con trai của con yêu phải một con bé, nó làm tiền, nó biết nhà con giàu, nó làm tiền. Con sợ quá con gửi con sang Mỹ du học mà nó vẫn làm tiền được. Tiền con gửi qua cho con học, còn con nó gửi ngược về Việt Nam cho con nhỏ xài. Bó tay.
Như vậy là chúng ta thấy là mới yêu nhau cũng có vấn đề, yêu nhau rồi có một đứa con cũng vấn đề, và một gia đình có bà già với một đứa con trai cũng có vấn đề. Tất cả gia đình chúng ta đều có những vấn nạn hết. Nếu mà muốn có một gia đình không có vấn nạn thì chắc là thế gian này không có, trần gian này không có. Và thưa quý bà và anh chị em, cái gì để mà giải quyết vấn nạn đó? Chúng ta học ở nơi Đức Mẹ Thánh Giuse, Chúa Giêsu. Tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu dành cho nhau, một tình yêu dâng hiến, chia sẻ. Như Thánh Phaolô vẫn khuyên đó, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau. Khó, nhưng mà không phải không làm được. Tôi xem một cái video clip ngắn ở trên internet, người ta nói đây là một cái video clip mà nó lọt vào trong top 3 của các video clip mà làm rung động hàng triệu trái tim con người. Cái video clip đó mang tên là Chicken a la carte, tạm dịch ra tiếng Việt là món gà nướng hay gà chiên. Kể về đời sống của một gia đình rất là nghèo. Bắt đầu câu chuyện đó là một cái tiệm chicken KFC đó, giống như Sài Gòn chúng ta có này. Và một nhiều bạn trẻ vào đó ăn, nhưng mà khi đang ăn thì nghe có điện thoại di động rang, chắc là bồ gọi, cho nên là bỏ liền. Còn mới cắn 2-3 miếng, còn cái đùi gà, cánh gà còn gần như nguyên si, bỏ lại. Và đến tối có một người bố của một gia đình trẻ đến xin mấy cái thùng rác đó và đưa về, nhặt ra mấy cái mà còn có thể ăn được để hôm sau cho tất cả gia đình con cái của mình. Và cái video clip nó nói rằng cái thứ mà người ta bỏ đi ở trong cái tiệm KFC đó, nó lại trở thành hồng ân Chúa ban cho một gia đình rất nghèo, đông con. Và cái video rất là dễ thương khi mà bày ra cái bàn ăn như vậy, thì cái đứa con gái nhỏ nó mới chộp cái đùi gà mà đang cắn nham nhở đó để nó tính ăn, thì bố nó đập cái tay nó bảo khoan con, mình phải làm dấu tạ ơn Chúa ban cho mình mấy cái cánh gà, đùi gà nham nhở đó. Chắc các vấn đề của các gia đình của chúng ta hay trong tình yêu của chúng ta không đến nỗi như cái gia đình đó đâu. Không đến nỗi mà phải ăn những cái cánh gà, những cái đùi gà được bị người ta cắn nham nhở, người ta vứt vào thùng rác đâu. Không bao giờ đến nỗi như vậy đâu. Thế mà sao họ vẫn hạnh phúc? Và lồng vào với cái video clip có 6 phút đó, có một bài hát của một ca sĩ người Philippines mang tên là Let Me Tell Their Story. Hãy để cho tôi kể câu chuyện của họ. Câu chuyện của họ là như vậy. Câu chuyện của họ là câu chuyện của vấn đề nghèo khổ, nhưng mà câu chuyện của họ là một câu chuyện thật đẹp về tình yêu. Và một trong những lời của bài hát đó là: các bạn không thể nào nghĩ rằng đó là sự thật được, thế mà lại là sự thật. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được một trái tim thực sự biết yêu. Không phải đi học ở trường lớp, học nơi Chúa, học ở nơi gia đình thánh gia, để chúng ta yêu nhau, thương nhau. Chúng ta làm tất cả mọi sự vì nhau, vì thế có hạnh phúc, êm ấm, và nhất là không phải nuối tiếc, không phải ân hận. Đến lúc nhận ra được tình yêu của mình đối với người thân trong gia đình, coi chừng không còn cơ hội nữa. Đến lúc nhận ra đó là mái ấm thì mái ấm đó đã trống vắng đi, mất một ai đó mất rồi. Giờ đây xin gửi đến quý bà và anh chị em một bài thánh ca như một lời cầu chúc cho những ai đang sống trong tình yêu, đang sống trong hôn nhân, đang sống trong tình yêu hôn nhân gia đình, hoặc những ai đang yêu, sắp yêu và sẽ bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Qua bài thánh ca mang tên Có Nhau Từ Đây, qua tiếng hát của ca sĩ Khắc Thiệu. Xin mời quý bà và anh chị em lắng nghe.